Hello, xin chào quý anh chị và các bạn ha. Chào mừng các bạn quay lại với channel xe máy giá rẻ. Thì hôm nay trong clip này mình sẽ giới thiệu cho anh chị và bạn một số dòng xe tay ga như là tay côn đó, đủ tất cả. Một số dòng rất là hot hiện tại á. Thì anh chị và bạn nào mua những cái dòng nào thì mình chịu khó mình tham khảo kỹ clip nha. Đồng hành giới thiệu mình hôm nay thì có em Trang hỗ trợ giới thiệu cho anh chị và bạn ha, mời Trang ạ. Hi, xin chào tất cả mọi người ha, là Trang đây. Thì đợt này á, những cái dòng xe tay côn đó là F1 Center 155 này, F1 Center 150 giảm giá cực sốc cho mọi người luôn. Đặc biệt là khi mọi người mà ghé cửa hàng có liên hệ trước với Trang á thì sẽ được một con bo quà tặng lên tới 5 triệu đồng luôn nha, bao gồm 2 triệu là tiền liên hệ trước với Trang, 2 triệu là tiền có bo quà tặng phụ kiện giảm giá cho mọi người luôn ha. Thì đứng bên cạnh Trang đây là một chiếc một em Center 150 một màu quân đội rất là đẹp luôn nha mọi người ha. Thì hiện tại chiếc này ở bên cửa hàng Trang chỉ có giá là 42 triệu đồng, giảm cho mọi người 2 triệu luôn ha. Chạy chất cho Trang từ 3 đến 5 triệu là mọi người có thể nhận xe được rồi ha. Cầm cho Trang một chứng minh nhân dân hoặc một căn cước công dân là có thể lên hồ sơ được rồi ha. Rồi, rất là đẹp luôn. Ở qua đến đây là một cũng là một chiếc em Center 150 phiên bản RC nha mọi người. Đấy, một chiếc này hiện tại bên cửa hàng Trang rất là hot hàng luôn. Còn chỉ còn một vài em thôi. Hiện tại chiếc này ở bên cửa hàng Trang cũng đang bán với giá là 42 triệu, giảm cho mọi người 2 triệu luôn ha. Chạy trước cho Trang từ 3 triệu là mọi người có thể nhận xe được rồi ha. Và đến đây là một em Center 155 phiên bản màu xanh nha. Xanh này là xanh ngọc bích nha mọi người. Màu này cực kỳ đẹp luôn. Thì chiếc này hiện tại bên cửa hàng Trang cũng chỉ đang bán với giá là 46 triệu đồng, bao hết VAT cho mọi người luôn ha. Chạy trước cho Trang từ 5 triệu là mọi người có thể lên hồ sơ được rồi ha. Và đến đây là một chiếc F-Center 150 của một phiên bản màu đen nhám luôn. Màu này nhìn rất là men luôn đó mọi người, rất là ngầu. Thì hiện tại chiếc này bên cửa hàng Trang cũng đang đài hà giá, giảm giá cho mọi người luôn. Chỉ có giá là 46 triệu bao VAT cho mọi người luôn ha. Rất là đẹp luôn ha, rất là xịn sò luôn. Qua đến một dòng Sonic này. Sonic thì đợt này đã bỏ mẫu rồi á mọi người. Bên cửa hàng Trang cũng nhập về được một vài em. Thì bên cạnh Trang đây là một chiếc Sonic trắng đỏ mâm đen nha mọi người. Thì chiếc này hiện tại bên cửa hàng Trang cũng đang bán với giá là 60 triệu bao VAT cho mọi người luôn ha. Thể chất cho Trang từ 10 triệu là mọi người có thể nhận xe được rồi ha. Qua đến một em cực kỳ hot hàng luôn này, là một em Sonic trắng đỏ mâm đỏ, rất là hot hàng luôn. Thì hàng này nhiều bạn tìm và ước dùng rất là nhiều. Đợt trước có mấy bạn qua cửa hàng Trang nhưng mà chưa nhập về kịp á, cho nên là mấy bạn không có mua được thì đợt này đã về hàng rồi. Mọi người mà vừa thấy clip này thì nhanh tay inbox cho Trang, Trang sẽ đặt cọc giữ xe cho mọi người ha. Giá chỉ 60 triệu đồng thôi, bao VAT cho mọi người luôn ha. Ok, mình chuyển qua dòng xe tay ga cho đỡ nhàm ha. Dạ. Tay ga thì có AB là một trong những cái dòng xe mà được rất là nhiều người chuộng luôn. Đó là AB 125. Cái này hiện tại thì giá sao không? Đối với AB 125 hiện tại chỉ có giá là 39 triệu đồng nha mọi người ha. Chạy trước 2 triệu nhận xe được rồi nha. Rất là đẹp luôn. Từ màu đỏ này, màu xanh thì bên cửa hàng Trang đều có đầy đủ nha. Chỉ 39 triệu đồng thôi. Chạy trước cho Trang từ 2 triệu là nhận xe. Đây, màu xanh cũng là một màu xanh đen của phiên bản AB 125 này. Rất là xịn sò cho mọi người luôn ha. Rồi, Vision thì bên này có bản cá tính này. Bản này bản bò bấu nè. Cá tính bổng hội hiện tại bên cửa hàng em trai cũng đã có giá là 36 triệu 500 nha. Bao VAT cho mọi người luôn. Chạy trước cho Trang từ 3 triệu là có thể nhận xe. Thì đợt này cá tính cũng đã bỏ mẫu rồi, cho nên ai mà thấy clip Trang vẫn đang còn á thì nhanh tay nhắn tin cho Trang để Trang cọc xe cho mọi người ha. Qua đến đây là một chiếc Vision phiên bản cao cấp này mọi người. Thì cao cấp hiện tại bên cửa hàng Trang cũng đang có giá là 31 triệu thôi nha, bao VAT cho mọi người luôn. Chạy trước cho Trang 1 triệu nhận xe ha. Cầm cho Trang một chứng minh nhân dân là được. Ghé cửa hàng liên hệ với Trang là combo quà tặng 5 triệu đồng nữa nha mọi người ha. Rồi, bên này thì Winner V3 này. Thì hiện tại Winner V3 ở bên cửa hàng Trang có đổ lên một màu xanh này rất là đẹp luôn, xanh dương, xanh đen, tem chìm, để bên Trang lên tem chìm cho mọi người luôn ha. Thì về màu sơn thì bên Trang có bảo hành cho mọi người 2 năm cho nên mọi người cứ an tâm. Đối với dòng Winner V3 của một chiếc phanh này là phanh ABS này bên cửa hàng Trang hiện tại đang bán với giá là 34 triệu đồng, bao gồm VAT cho mọi người luôn ha. Chạy trước cho Trang từ 1 triệu là có thể lên hồ sơ được rồi ha. Cực kỳ hời luôn. Rồi, màu bạc ha. Một chiếc màu bạc màu jean của phiên bản ABS này mọi người, cũng hiện tại đang có giá là 34 triệu đồng bao VAT cho mọi người luôn. Rất là đẹp luôn nha. Đến màu đỏ, một chiếc màu đỏ cũng là của màu nhạt đỏ nhám này mọi người, đỏ đen. Thì chiếc này hiện tại phanh ABS cũng là 34 triệu bao VAT cho mọi người luôn ha. Rồi, phiên bản đường đua. Một phiên bản đường đua giá cũng là 34 triệu đồng bao VAT cho mọi người luôn nha. Chạy trước cho Trang từ 1 triệu là có thể nhận xe được rồi ha. Ok, trong này thì có Wenfa này. Wenfa, một dòng xe đi làm rất là hời cho nhiều bạn luôn.
vừa đi làm mà vừa có thể đi chơi được mà nhìn rất là ngầu luôn. Thì đợt này bên Trang có nhập một lô mới về là 2023 màu đen nhám này mọi người. Thì hiện tại chiếc này bên cửa hàng Trang chỉ đang có giá là 17.500 thôi nha, bao vé tay cho mọi người luôn. Chạy chiếc Trang được 1 triệu là có thể nhận xe được rồi ha. Rồi, Vario 160. Đây là một dòng xe đi gia đình rất là êm á mọi người. Thì những cái bạn nào mà có gia đình rồi thì mình nên ưu tiên lựa chọn những cái dòng xe này. Tại vì khi mà chở một gia đình 4 người á thì xe này cân đủ mọi thể loại luôn á mọi người ha. Thì đối với dòng AB 160 bên cửa hàng Trang giảm giá sốc 10 triệu một xe cực hơi cho mọi người luôn. Giá chỉ có là 49 triệu đồng bao VAT cho mọi người luôn ha. Rất là nhiều màu cho mọi người lựa chọn luôn ha. Từ màu xanh này, màu đỏ này, màu xanh nhớt này, rất là đẹp, chỉ có giá là 49 triệu đồng bao VAT cho mọi người luôn ạ. Chạy chiếc cho Trang từ 5 triệu là có thể nhận xe được đấy ha. Đó, rất là nhiều luôn. Thì hiện tại mấy cái dòng này đang xả. Rồi, quay tiếp tục một số mẫu cho anh em ha. Winner X bản thường, màu trắng đen ha. Dạ, đối với Winner X bản thường thì hiện tại bên Trang cũng đang bán với giá là 32 triệu đồng bao VAT cho mọi người luôn ạ. Rồi, Vision màu xanh nhám. Đối với Vision màu xanh nhám thì bên cửa hàng Trang cũng đang hạ giá mọi người. Chỉ đang có giá là 32 triệu bao VAT cho mọi người luôn á. Cao cấp cũng vậy. Cái này là của Vision phiên bản 2023, phiên bản cao cấp của 2023 nha mọi người. Thì giá nó cũng hơi nhỉnh hơn một chút xíu thôi, chỉ chênh có 1 triệu thôi là cũng 32 triệu đồng cho phiên bản cao cấp nha. Màu xanh bên trong. Màu xanh đen này là của phiên bản tiêu chuẩn đó mọi người, phiên bản tiêu chuẩn 2023. Thì đợt này phiên bản tiêu chuẩn của 2023 giá chỉ là 30 triệu thôi, bao VAT cho mọi người luôn ha. Giá trước 1 triệu là có thể nhận xe được rồi ha. Rồi, bên này thì màu bạc á. Đối với cái một chiếc Winner X màu bạc, bạc này ở bên cửa hàng Trang cũng đang có giá là 34 triệu đồng, bao VAT cho mọi người luôn ha. Xả khó rất là nhiều dòng luôn. Màu đen. Màu đen cũng có giá là 32 triệu đồng, một phiên bản tiêu chuẩn ha. Đó. Cái này thì một số mẫu F155 nữa nè. Màu trắng thì bao nhiêu? Màu trắng thì cũng có giá là 46 triệu đồng bao VAT rồi á mọi người. 46 triệu. Ok, lên trên này thì Sirius. Đối với dòng xe Sirius, cái dòng xe này rất là nhiều bạn trẻ ưa thích á. Thì đồ lên thì rất là đẹp, bên Trang cũng có đồ lên cho nhiều bạn trẻ rất là nhiều màu luôn. Mà hiện tại chỉ có giá là 19 triệu cho 110 phân khối cho mọi người luôn ha. Bao VAT cho mọi người luôn. Mẫu nào cũng thế hay sao? Dạ đúng rồi, mẫu nào cũng thế. 19 triệu là bạn tâm đúng không? Bạn bánh tâm á anh. Còn nếu mà bánh mâm. Bánh mâm. Bánh mâm thì 21 triệu á. 21 triệu. Bao VAT luôn nha. Còn cái màu xám cam kia. Xám cam kia cũng 21 triệu luôn. Xám cam F155. F155 thì hiện tại cũng đang có giá là 47 triệu bao VAT. 47 triệu bao VAT. Màu vàng xám. Màu vàng xám cũng 47 triệu luôn ha. Màu trắng. Cái này thì chỉ có giá 46 triệu thôi, giảm giá cực sốc luôn. Đúng rồi. Ok. Thì đó là giá xe, anh chị và bạn nào mua thì mình chịu khó mình nhắn tin qua Zalo cho em Trang để mà Trang hỗ trợ tư vấn. Cảm ơn chị và các bạn đã xem clip. Mọi người xem thì nhớ like cho Sĩ. Xin chào và hẹn gặp lại.